Dạ, bẩm hai ông, có hai ông Việt binh muốn vào yết kiến chủ soái ạ. À, cho vào. Dạ. Cho vào. Cho vào đây. À, lo lên thì kệ lo. Dạ, xin mời ạ. Chào các ông. Xin chào à, chào các lại nhân à. Xin mời các lại nhân ngồi à. Ngồi lên, ngồi lên. Ồ, cái gì mà câu anh em đó mấy tánh nhân tử hôm qua. Xin à. Xin cảm ơn. Xin mời à. Xin à. Ngon à? Ngon. Ngon à? Ngon à? Ngon à? Khởi nghĩa đến rồi. Chúng tôi lo các ông chưa chuẩn bị kịp. Nên chuẩn bị cờ và khẩu hiệu. Khẩu hiệu gì á? Các khẩu hiệu là... Nhân dân đoàn kết dưới lá cờ của Việt Minh. Vùng lên chống Nhật. Không nộp thuế, nộp thóc cho Nhật. Phá kho thóc của giặc Nhật để cứu đói cho dân. Tiễu trừ Việt gian phản động. Ây à, các ngộ chỉ biết quan lánh nhau, biết bắn giết thôi à. Không biết hô khẩu hiệu à. Vừa bắn nhau vừa hô khẩu hiệu à. Ây à, ngộ không biết làm à. Khẩu hiệu này thì dán ở trên tường. Hoặc treo trên cao cho mọi người đọc. Biết là, biết để hiểu rồi. Chính sách của Việt Minh. Để đánh Nhật cứu nước. Các ngộ đã biết kế hoạch khởi nghĩa, sẽ tham gia tăng tổn chi linh, đêm nay sẽ xuất quân. Tốt. Các ông bây giờ đã hợp tác với Việt Minh chống Nhật, phải thống nhất với chúng tôi, cùng vì dân chiến đấu, không được quấy nhiễu nhân dân. Ngộ biết, nhưng lính của ngộ chỉ quen bắn giết, quen lấy của người khác, khó bảo lắm mà. Lo không lấy thì lấy gì mà ăn á? Ngộ chịu à? Kho hàng, hầm mỏ, ngân hàng rồi tàu hàng của Nhật ở trên sông thiếu gì? Sao các ông không lấy? Lấy của dân là có tội. Phải lơ, phải lơ. Bấm mai chủ soái ạ. Có chuyện gì? Thầy nói là lên giờ lẹp. Anh em đã sẵn sàng xuất quân. Lang lợi lệnh của chủ soái. Mời các vị ra tổng viên anh em lên tường đánh giặc. Xin mời. Anh em, trước giờ xuất quân, cùng anh em Việt Minh đi diệt lũ giặc luôn, trả mối thù xưa mà chúng gây cho phủ chủ soái ở Trang Bạch. Chủ soái tư lệnh Trung Việt du kích quân có mấy lời cùng anh em. Xin mời. Ngộ không biết nói tiếng Việt làm. Ngộ cảm ơn anh em. Ngộ có mấy nhời nhờ ông Bó Tước giúp ngộ. Anh em, ta phụ mệnh tiên tổ từ Trung Hoa lục địa sang đây, muốn lối nghiệp lễ vương, lễ xây nghiệp lớn, nhưng gặp thời lâm ly loạn lạc, mộng chưa thành, lã gặp phải lũ giặc lồn lăm le phá lỗ. Lấy nhờ anh em Việt Minh phò trợ, ta quyết lấy máu chúng lễ giữa nhục xưa, mong trời lất tổ tiên phù trợ. Ta.
gọi xem lão ấy có ở nhà không đã. Tôi ở ngoài này chờ nhé. Vâng, đi. Ông chủ ơi, cho chúng tôi lấy gỗ. Ai đây? Lấy gỗ thì phải để sáng mai chứ, khuya thế này. Vâng, mai 6 giờ ông cho chúng tôi lấy sớm nhá. Được rồi, các anh cứ về đi. Này, giờ buộc cổng. Cắt mất điện thoại rồi. Ui xa. Ông ơi, muộn như này ông còn đi đâu? Ra đường bây giờ nguy hiểm lắm. Tôi phải chạy đến nhà ngài Mitterrand báo cho ngài biết, để ngài gọi điện hoặc chủ ô tô xuống đồn bảo thằng Nội Cường chặn con Việt Minh lại. Thôi ông đừng đi. Thôi thôi, bà cửa nhà để mặc tôi đi. Sư mấy thằng cu li nó buộc chặt cửa mất rồi bà. Ngài Mitterrand, ngài Mitterrand, ngài Mitterrand. Ai đấy? Ai đấy? Ai gọi cửa đây? Tôi. Ơ, ông Mùi. Bớ các cổng đâu rồi? Đâu rồi? Bẩm ngài Mitterrand, nhà tôi bị cắt điện thoại rồi. Việt Minh nổi loạn. Hả? Sao? Việt Minh nổi loạn à? Ôi chúa ơi. Chúng cắt điện thoại nhà tôi. Cổng nhà tôi chúng buộc dây thép. Cổng nhà ngài chúng cũng buộc dây thép đây này. Ngài vào gọi điện thoại đi. Nhà tôi cũng bị chúng nó cắt từ 9 giờ đêm rồi. Chúa đã quyết rồi. Lạy Chúa. Ngài Mitterrand. Ngài Mitterrand. Theo ý của tướng quân Nguyễn Bình, sáng sớm mai nghĩa quân đánh chiếm đồn. Chúng ta sẽ làm nội ứng cho anh em. Dạ thưa, ta phải làm gì ạ? Ngay bây giờ, các anh về, tập trung các tiểu đội. Ngay trong đêm nay, bí mật lấy các bao đạn giấu đi, rồi tháo cu lát súng, cất đi. Dạ, rõ rồi ạ. Ừ. Sáng mai, tôi sẽ cho báo thức muộn. Cứ để cho anh em nghỉ. Chờ quân cách mạng đến. Mở cổng đón quân cách mạng vào. Rõ chưa? Rõ chưa? Rõ. Bây giờ giải tán, về làm việc đi.
con cúi đầu cầu xin các đấng thánh thần, các vị tiền bối đã sáng lập nên quê hương này. Xin các vị chứng giám cho lòng thành của con cháu. Xin phù hộ độ trì cho cuộc khởi nghĩa, thành lập đệ tứ chiến khu được thành công tốt đẹp. Nào, hỡi tất cả anh em, chúng ta cùng xuất phát. Tất cả đã sẵn sàng. Tốt. Tất cả bà con xông lên cướp kho thóc của Nhật. Xông lên.
Entrez s'il vous plaît. Dạ thưa ngài. Bonjour. Xin chào ông chủ gỗ. Dạ chào ngài ạ. Cơn gió nào đưa ông tới đây vậy? Dạ. Mời vào. Thưa ngài, bọn công nhân lạ lắm. Chúng không chịu vào hầm lò mà cứ làng vàng tụ tập quanh sở mỏ. Thưa ngài, tôi nghĩ chúng định làm binh biến. Yes, sir. Chúng định theo Việt Minh nổi loạn à? Alo. Alo. Chúng cắt mất đường dây rồi. Chính chưa? Chính chưa? Chúng mày đi làm hết. Đi làm. Đi đồ loạn nào. Đi làm. Đúng rồi. Cho gặp chủ mỏ đi. Nghe đây. Làm gì có chuyện đấy. Tất cả giải tán. Không. Đi làm. Không được. Nhất quyết. Không được. Đi. Không tao giết chết bây giờ. Đứa nào chống đối. Ông bỏ tù. Tất cả nghe lệnh. Giải tán. Về đi làm ngay. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Chúng mày chống đối hả? Trả cho bà con. Yêu cầu các ông. Cho chúng tôi gặp chủ mỏ. Không được. Đi làm đi. Anh em, xông lên! Xông lên! Xông lên! Nguyễn Văn Thuận! Cháu vào gọi ngay đội vũ trang thợ mỏ, cầm ngay vũ khí ra cướp chính quyền! Chuyển với các bác đang đi đấu tranh. Thưa ngài, đấy. Ông ra mở cửa đi. Không được đâu. Thưa ngài, bọn chúng đông lắm, lại có cả vũ khí nữa. Này Mitterrand, không được đâu. Rồi. Chào các ông ạ. Ông Mitterrand, chúng tôi là quân khởi nghĩa chống giặc Nhật. Yêu cầu ông giao toàn bộ súng cho kho. Rồi sau đó, công định giết tôi sao? Quân Việt Minh không giết người chống Nhật như ông. Merci. Khoan đã. Các ông vẫn được tiếp tục khai thác than như thường. Với một điều kiện. Thưa ông, còn điều kiện gì nữa? Các ông phải đảm bảo quyền lợi cho công nhân và chịu sự kiểm soát của Việt Minh. Ông chấp nhận chứ? Vâng. Tôi nhớ. Tôi sẽ chấp hành ngay. Dạ. Dạ. Thưa ông Việt Minh. Đây là chìa khóa kho súng ạ. Dạ thưa ông, còn đây là khẩu súng của tôi. Dạ xin gửi ông ạ.
Cảm ơn ông đã hợp tác. Ông và đồng nghiệp cứ làm việc bình thường. Chúc ông một ngày mới vui vẻ. Dạ, vâng. Xin chào. Chào ông. Cảm ơn đồng bào đã ủng hộ Việt Minh. Thưa toàn thể đồng chí đồng bào, giặc Pháp với giặc Nhật đã xâm chiếm nước ta. Chúng đã gây ra nạn đói khủng khiếp, làm hàng triệu người dân phải chết. Chúng ta đã đứng lên cứu mình, cứu quê hương khỏi bàn tay tàn bạo của bọn phát xít Nhật. Thay mặt quân khởi nghĩa, tôi tuyên bố cuộc khởi nghĩa Đông Triều đã hoàn toàn thắng lợi. Ủng hộ Việt Minh! Ủng hộ Việt Minh! Ủng hộ Việt Minh! Thưa toàn thể đồng bào, từ nay chúng ta đã xóa bỏ chính quyền Bù Nhìn, thành lập đệ tứ chiến khu kháng Nhật cứu nước. Ủng hộ Việt Minh, giải phóng đồng bào, đánh đuổi giặc Nhật, giải phóng đồng bào. Đánh đuổi giặc Nhật, giải phóng đồng bào. Đánh đuổi giặc Nhật, giải phóng đồng bào. Tấn công.
quân phỉ đánh như thế này thì thắng làm sao được. Chúng ta phải có cách gì chứ. Quân lính trên đồn nghĩ là quân phỉ tấn công cướp đồn, họ sẽ đánh trả tới cùng. Như thế thì lỡ hết kế hoạch khởi nghĩa của chúng ta. Đúng. Thế theo ông ta phải làm gì? Ta phải báo cho quân chúng đồng minh đến lấy đồn. Có quân phỉ giúp sức, có quân chúng gây áp lực. Biết Việt Minh tấn công, lính đồn sẽ hạ vũ khí. Đi, đi. Ông có chắc là Việt Minh đã cướp phủ lên lấy đồn không? Sao chúng tôi nghe thấy bọn lấy đồn toàn nói tiếng Tàu? Việt Minh đã thu phục tất cả lính phỉ. Nếu ông chưa tin, tôi sẽ xuống mời họ lên nói chuyện. Nhưng ông phải cho ngừng bắn ngay. Được. Nếu là Việt Minh, là cách mạng đánh Nhật, chúng tôi sẽ giao đồn và đi theo cách mạng. Ông đi ngay đi. Xin mời. Xin chào. Xin chào Việt Minh. Chúng tôi xin giao nộp vũ khí. Tốt lắm. Chúng tôi là cách mạng Việt Minh, đánh đuổi bọn Nhật, giải phóng cho đồng bào. Ai theo cách mạng, ai theo Việt Minh thì đi với chúng tôi để cướp kho thóc của Nhật. Ủng hộ Việt Minh. Xin mời. Đi. Dạ thưa ngài, thế công việc sắp tới của chúng ta thế nào ạ? Thưa quan lớn, công việc sắp tới của tôi ạ. Tất cả đều do Chúa sắp đặt. Chúa đã an bài rồi. Các ông biết con kỳ nhông chứ? Dạ, nghe bảo nó sống ở vùng cát nóng, ăn bổ dưỡng lắm ạ. Dạ có ạ. Thịt của nó mà nướng lên ý, thì thơm phức, còn hơn cả trồn hương. Uống với rượu Napoleon thì... Dạ... Các ông có cái đầu của kẻ lười biếng. Dạ. Và cái dạ dày của kẻ phàm ăn. Tôi đang nói về khía cạnh khác của con kỳ nhông kia. Cậu biết cái gì? Dạ. Tôi muốn nói với các ông, con kỳ nhông thật tuyệt vời. Nó có thể sống ở những nơi có khí hậu khắc nghiệt nhất. Đúng rồi. Và nó có thể đổi màu. Dạ. Với màu sắc ở mọi địa hình. Nó sống để dễ bề che mắt kẻ săn nó. Dạ. Công có hiểu không? Dạ hiểu. Hay, hay quá. Hèn nào kỳ nhông rất khó bắt. Thằng nào giá của nó cứ cao ngất. Dạ thưa ngài, tôi hiểu ạ. Nhưng người Việt đã có câu, đi với bụt thì phải mặc áo cà sa, đi với ma thì phải biết mặc áo giấy. Dạ. Ông đã bắt đầu thông minh ra rồi đấy. Dạ. Nhưng tôi muốn nói với hai ông điều này. Dạ. Dạ, ngài cứ dạy ạ. Phải biết thức thời. Dạ. Gió chiều nào, che chiều ấy. Đúng. Dạ. Việt Minh thắng Nhật cũng là lúc mà người Pháp loại trừ một kẻ thù nguy hiểm. Nhưng... Dạ, thưa ngài, ngài lo việc họ lập chính quyền.
họ vững mạnh à? Rất đúng. Điều mà người Pháp lo nhất là ở chỗ đó. Bởi vậy, bề ngoài chúng ta ủng hộ họ, nhưng bên trong, chúng ta phải phá cho chính quyền Việt Minh lao đao. Như kiểu ông nói, dạ, không đứng lên được. Dạ. Ừ, thế nào? Các vị hiểu chứ? Dạ. Dạ, quan lớn thâm thúy quá. Merci quan lớn. Thưa các vị, thưa các đồng chí, cuộc khởi nghĩa của chúng ta cơ bản là thắng lợi. Chúng ta đã giải phóng được Đông Triều, Chí Linh, Mạo Khê, Tràng Bạch. Hiện còn phủ Kinh Môn do Sư Tuệ chỉ huy, chúng ta chưa lấy được. Tôi nghĩ, nhân đà chiến thắng này, trong lúc giặc Nhật đang hoang mang, chúng ta quyết định tấn công, giải phóng phủ lĩnh Kinh Môn ngay. Đúng. 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 Phải giải phóng Kinh Môn. Nhất trí. Chúng ta sẽ giao việc này cho đồng chí Lê Tâm, tổ chức lực lượng Việt Minh tại chỗ thực hiện nhiệm vụ này. A-di-đà Phật. Nhà chùa Trộm Nhĩ, cuộc khởi nghĩa của chúng ta căn bản đã thắng lợi. Giờ đây muốn kháng Nhật thành công, chúng ta phải xây dựng chiến khu hùng mạnh, có ủy ban quân sự cách mạng để điều hành chung. Có như vậy, cuộc khởi nghĩa của chúng ta mới thành công trọn vẹn. Tôi đề nghị chúng ta bầu đồng chí Nguyễn Hiền là ủy viên phụ trách quân sự, đồng chí Nguyễn Bình là ủy viên kinh tế phụ trách về tài chính, quân nhu, vũ khí, đồng chí Trần Cung là ủy viên phụ trách công tác dân vận, xây dựng chính quyền. Còn tôi, theo phân công, sẽ là bí thư phụ trách công tác chính trị tổ chức. Chúng ta tuyên bố đệ tứ chiến khu mang tên Trần Hưng Đạo chính thức ra đời. Đây là bước khởi đầu, ta chuẩn bị lực lượng để tiến tới tổng tiến công, khởi nghĩa toàn quốc, giành chính quyền từ tay Pháp xích Nhật. Mấy thằng này. Em Đào, em xinh quá. Ôi trời đất ơi, say quá rồi con ơi. Thôi, không uống nữa, về. Ôi trời ơi, về con ơi. Mặc tôi. Ôi ông ơi, thằng Cường nó say quá rồi. Ông ra ông bắt nó về đi. Ông bắt nó về đi. Trời ơi, con với cái thế này hả rồi? Xong cả rồi. Tôi dắt công lên chỗ cô ấy. À, số tiền như thế là đủ rồi đấy. Ông về đây. Cường. Ôi trời ơi, con với cái lại say khướt rồi. Mày có về cho bố mày dọn hàng không hả? Cái đồ đổ đốn hả? Đi về bánh tao đấy. Bố mày đây. Nào đi về. Khổ quá. Bố mày làm gì cho nó khổ đời ra. Rồi không sai. Trời ơi, mới có ba em. Em Đào Ngược Sinh. Em Đào xinh lá. Rồi ôi, tóc em như lá mùa. Đào xinh xinh con mẹ mày. Bố mày đây, không phải ai đâu. Thôi đi về. Con đi cái rồi. Bố con bảo này.
Cái gì? Cần cái ăn à? Cậu cần cái gì? Có muốn cái ăn nữa không? Còn biết cậu nhà cũng là đội. À. Là xếp bốt. Là chiến hữu của chúng con. Hôm nay con mời anh em đánh chén. À. Vì mới được lên lon. Con. Hết. Hết hết tiền. À, không sao, không sao, không sao. Con gửi bố cái này để làm tin. Ôi dồi ôi, cái gì thế này? Bố cái gì đấy? Không phải sợ gì hết. Con không ăn quệt đâu. Này, thế này à? Là được hai bữa đánh chén nữa. Thả phanh nhá. Lại có cả gái mú nữa. Bố cứ cất đi. Thôi mai con ra cùng mấy đứa. Được rồi. Mỗi đứa một khẩu. À. 10 viên đạn. Ừ. Đánh chén thả phanh nhá. À, thôi à, cậu về đi. Mai tôi làm cái món thịt chó cho cậu ăn nhá. Thôi về đi, cậu về đi. Về đi, về đi. Nào, cậu về đi. Con về đây nhá. À, cậu về đi. Ông ơi, cái gì đây? Cái gì? Này ông ơi. Hả? Này. Ôi. Bà lấy ở đâu đây? Bà lấy ở đâu đây? Tụi nó uống say quá. Hả? Nó đi tiểu để quên trong kia. Tôi nhặt được đấy. Thế à? Thôi tôi đi vào nhá. Thế này thì cậu ba Thảo thích lắm đấy. Thôi tôi đi vào tôi nấu tiếp nhá.